301 Series 3 các bác nhá. Em về với người hết rồi cầu trăng hôi. Hẹn ước cho đôi bây chưa riêng một tôi. Mơ nhiều giá cực tốt cho anh em. Chơi luôn 12.300.000 giá tại cửa hàng. 12.300.000 giá tại cửa hàng các bác nha. Dòng loa 301 C3 danh tiếng. Ôi sao cách từ đây đông 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 ai. Chào các bác, cửa hàng Minh Giao Đông hôm nay bỏ ra đây một đôi loa Bow. Trong lô có 4 đôi về, cửa hàng quay ra một đôi test nhạc cũng như là mở nội thất các bác cùng xem nhá. Đó. Hàng bãi tuyển chọn anh em. Đó. Một đôi Bow màu đen 301 CD3. 301 CD3. Và đợt này thì số lượng nhập nó ít nên là trùng được series các bác nhá. Thì dán số 20 vào để cho nó đỡ lẫn sang những đôi khác thôi mà. Còn đây số series thì các bác có thể xem đây. Năm ba ba, chín năm ba ba, chín năm ba ba, hai cái số đằng sau nhá. Và thông số của loa thì là như sau: từ 10 đến 150 W, đó, và trở kháng 8 ohm với công suất là 75 W một loa. Còn dao động là từ 10 đến 150 W, loa được sản xuất tại Mexico. Hình thức đẹp và hình thức tuyển chọn. Tất nhiên nó hàng bãi nó sẽ có sơn sát tí ti không tránh khỏi các bác nhá. Nhưng đây là hàng tuyển chọn và cửa hàng quay ra đây là đôi e căng đẹp, đôi e căng đẹp không bị thủng lỗ. Còn trong những cái đôi còn lại thì nó cũng có đôi có thủng lỗ. Thì anh em nào mua trước thì sẽ được chọn những đôi đẹp trước. Về vỏ về viếc thì nó đẹp như nhau thôi. Như cái e căng này này thì không phải cái e căng nào còn đẹp các bác nhá. Đây, anh em sẽ xem đến phần mặt loa. Đó, đã tháo ra rồi, mở lắp ra rồi. Chút nữa sẽ mở nội thất, khe thông hơi ở bên cạnh và chép, cả hai loa đều đẹp hình thức về cả bát cả chép các bác nhá. Cửa hàng cũng chưa lau chùi đâu. Mà cũng không lau chùi nữa bởi vì kệ nó cho nó nguyên chất bãi. Lau làm gì nhiều. Đôi này là đôi trùng cái mã là 9533 các bác nhá. Mình sẽ mở nội thất một cả đôi luôn. Đoạn clip ngắn đây cho các bác xem nội thất của một đôi 301 CD3 của cửa hàng đang có. Đây anh em nhé. Loa tuyển chọn đẹp. Loa tuyển chọn cực kỳ đẹp nhé. Hai tép, một bát bên trong. Anh em có thể nhìn thấy cái sơ đồ mạch đen đen ở dưới cái nền gỗ công nghiệp. Và gồm có một chở, một bóng và một tụ màu vàng. Đấy. Cổ loa. Vâng, thường thì trên cơ sở ý kiến của ông Hiền thì ông có thể giới thiệu sơ lược nhất các cơ chế thúc đẩy chúng ta thực hiện việc quản lý được chất thải rắn xịn sò hay là cả mối quan hệ.